Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Qua 9 tháng đầu năm 2023, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long đạt doanh thu 600 tỷ đồng. Tín hiệu khả quan từ doanh nghiệp sản xuất giày da khi đơn hàng nhiều hơn so với những tháng đầu năm. Bộ Công Thương có tờ trình chính phủ đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phụ trợ. Khuyến cáo của cơ quan hải quan về các lỗi tờ khai bị phân vào luồng đỏ. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới của tỉnh Hưng Yên tạo sức hút lớn đối với các doanh nghiệp và đầu tư. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với các nội dung chi tiết của chuyên mục. Nhờ đa dạng hóa đơn hàng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nên qua 9 tháng đầu năm 2023, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn đạt doanh thu 600 tỷ đồng. Dù doanh thu đạt sấp xỉ cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm sâu bởi hầu hết các đơn hàng đều giảm giá, thậm chí có đơn hàng phải bù lỗ để có việc làm cho công nhân. Bên cạnh đó, đơn hàng lẻ nhiều cũng làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp khi liên tục phải chuyển đổi mã hàng sản xuất. Tuy nhiên, trước khó khăn của ngành dệt may cả nước cũng như toàn cầu, kết quả sản xuất qua 9 tháng đầu năm là một nỗ lực lớn của doanh nghiệp khi vẫn đảm bảo đủ việc làm cho hơn 3.300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8,5 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Thời gian qua, ngoài hai thị trường truyền thống là Mỹ và Nhật Bản, doanh nghiệp đã tiếp cận đưa hàng vào thị trường mới là Trung Quốc với sản phẩm chủ lực áo jacket và quần Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Ngọc Tề là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau giai đoạn khó khăn phải giảm công nhân thì những tín hiệu khả quan về lĩnh vực sản xuất giày da giúp doanh nghiệp sản xuất khá hơn. Sau giai đoạn đầu năm gặp nhiều khó khăn vì thiếu đơn hàng, công nhân nghỉ làm toàn bộ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, quy mô lao động giảm khoảng 2.000 người, thì từ tháng 9 trở lại đây, số đơn hàng đã tăng trở lại. Hiện công ty đã ký đủ đơn hàng sản xuất cho hơn 9.000 công nhân đến hết năm 2023. Ngoài ra, người lao động đã đi làm đủ các ngày thứ Bảy và làm tăng ca để tăng thêm thu nhập. 9 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt trên 1.260 tỷ đồng, giảm trên 700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm sản xuất là giày dép các loại dùng để xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á. Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi Nghị định 111 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi. Công nghiệp hỗ trợ là các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Cả nước hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Theo dự thảo bổ sung, có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, cũng như thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đáng chú ý, theo dự thảo này, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cấp bù lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại với các khoản vay chung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp để thực hiện đầu tư dự án. Mức cấp bù chênh lệch lãi suất là 3% trên năm. Thời gian được nhà nước hỗ trợ bằng thời hạn cho vay nhưng tối đa không quá 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn, giải ngân thực hiện đến hết năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, Hội Phụ nữ Thanh Lịch tỉnh Hưng Yên dù mới được thành lập đã thu hút hơn 500 hội viên tham gia và có nhiều hoạt động lan tỏa yêu thương, chung tay vì cộng đồng. Các hội viên của Hội Phụ nữ Thanh Lịch tỉnh Hưng Yên đa số là nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ các câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn tỉnh. Các hội viên tham gia nhằm mục đích cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới kết nối với các hội viên trong tỉnh và với các tỉnh bạn, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ. Ngoài ra, hội còn tổ chức nhiều sân chơi để các hội viên giao lưu, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội để các hội viên thể hiện và phát triển bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi thì có những cái tấm lòng nhân hậu, nhìn thấy chị em cái tuổi cao mà cũng muốn là có những cái niềm vui hoặc bằng những cái cuộc vui chơi có ý nghĩa để giúp chị em coi như là có những cái cơ hội thư giãn, có những cơ hội để làm tốt đời đẹp đạo và làm những cái công việc từ thiện của các chị em trên mọi miền tổ quốc gặp khó khăn.
Bên cạnh đó, một trong những hoạt động được Hội Phụ Nữ Thanh Lịch Hưng Yên đặc biệt quan tâm trong thời gian tới là khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong hội viên vì hoạt động xã hội, vì cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hội viên phụ nữ và con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua số điện thoại 0363089089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chương trình nhận được câu hỏi của doanh nghiệp về nhiều nội dung trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: các lỗi tờ khai doanh nghiệp bị phân vào luồng đỏ. Sau đây, mời quý doanh nghiệp cùng quý vị và các bạn cùng nghe nội dung trả lời của đại diện đến từ Chi cục Hải quan Hưng Yên. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phân luồng tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp. Một trong những hình thức là luồng xanh là chấp nhận thông tin khai báo tờ khai hải quan, luồng vàng là kiểm tra các chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp và xuất trình, luồng đỏ kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp và xuất trình. Để tờ khai không bị phân vào luồng đỏ thì doanh nghiệp phải khai báo đầy đủ, trung thực, chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nghiên cứu kỹ trước khi khai báo hải quan về chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế, về tên hàng, về mã số, vân vân. Để hệ thống đánh giá, phân loại tiêu chí mức độ rủi ro thấp thì khi đó tờ khai sẽ được phân vào luồng xanh hoặc luồng vàng. Thưa quý vị và các bạn, trong gần một năm trở lại đây, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới tại tỉnh Hưng Yên diễn ra hết sức sôi động và khẩn trương. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới này dù đang xây dựng hạ tầng nhưng đã có sức hút lớn với nhiều doanh nghiệp đến quan tâm đầu tư. Chỉ trong khoảng thời gian gần một năm qua, Hưng Yên đã có 5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công xây mới và mở rộng với tổng diện tích hơn 400 ha. Đó là khu công nghiệp Sạch và các cụm công nghiệp Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Quảng Lãng, Đặng Lễ và dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2. Tất cả đều đang được chủ đầu tư đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra về thời gian hoàn thành dự án. Kế hoạch của chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành dự án vào khoảng đầu tháng 9 năm 2024, tức là chúng tôi sẽ rút được khoảng gần một tháng so với kế hoạch ban đầu. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân có diện tích 75 ha, dù mới được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3 vừa qua. Đến nay, sau gần 8 tháng thi công, hiện trạng hạ tầng theo quy hoạch của khu đang dần hình thành và đã có một số nhà đầu tư ký biên bản thuê đất để đầu tư. Các cái biên bản ghi nhớ của các cái nhà đầu tư vào đây thì sẽ phủ được khoảng 2/3 diện tích. Cho đến thời điểm này, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới được khởi công và mở rộng diện tích tại tỉnh Hưng Yên đều đã có doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến ký biên bản ghi nhớ thuê đất. Điều này thể hiện tiềm năng và sức hút lớn với các doanh nghiệp. Sức hút này còn được thể hiện ở chỗ như thường lệ, nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp chờ đón dự án đến. Thì nay, nhiều dự án đang chờ chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bắt tay vào xây dựng nhà máy sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có 23 nhà đầu tư làm biên bản ghi nhớ hợp đồng thuê đất. Tiềm năng thu hút đầu tư sắp tới vào dự án là rất tốt. Khi dự án đi vào hoạt động, dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 công nhân tham gia lao động. Bên cạnh các khu cụm công nghiệp đang xây dựng, tỉnh Hưng Yên còn nhiều khu cụm công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục và giải phóng mặt bằng. Chỉ tính riêng các khu công nghiệp, hiện Hưng Yên có 17 khu và dự kiến đến năm 2030, quy hoạch phát triển 30 khu với tổng diện tích 9.540 ha. Đến năm 2050 là 35 khu với tổng diện tích 12.000 ha. Chắc chắn các khu công nghiệp mới này sẽ tạo ra nhiều sức hút lớn cho doanh nghiệp và đầu tư. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những thông tin cần quảng bá, thông tin trong chương trình, vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0363089089, email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com, phòng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chuyên mục lần sau.